Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Kinh tế APEC lần thứ 32, AMM32, vừa được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand bà Nanaya Mahuta và Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu New Zealand ông Damien O'Connor. Hội nghị có sự tham dự của 21 thành viên APEC, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương, Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương, Tổ chức Thương mại Thế giới và Ban Thư ký Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác quan trọng nhằm góp phần phục hồi kinh tế thương mại trong năm 2021 và thời gian tới. qua các báo cáo giả soát cam kết của các bộ trưởng thương mại APEC về thương mại hàng hóa, covid-19, các biện pháp được thực thi tại các nền kinh tế thành viên để tái thiết và phục hồi kinh tế sau đại dịch, vai trò của các hiệp định thương mại tự do đối với việc phục hồi và phát triển kinh tế, củng cố hệ thống thương mại đa phương thông qua cải cách WTO cũng như giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong WTO và các biện pháp ứng phó với đại dịch covid-19. về phía Việt Nam, bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu trong đó nhấn mạnh một số ưu tiên của việt nam trong quá trình tái thiết và phục hồi kinh tế thương mại đầu tư trong nước cũng như góp phần và phục hồi chung của khu vực apec như phục hồi chuỗi cung ứng đảm bảo lưu thông hàng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn thông suốt của doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh và người dân khôi phục thúc đẩy sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống qua các gói hỗ trợ của chính phủ với các giải pháp cụ thể bao gồm miễn giảm nhiều loại thuế phí trong các lĩnh vực chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, xây dựng quy trình di chuyển an toàn để đảm bảo di chuyển nội địa, hướng tới mở cửa biên giới thông qua việc hoàn thiện quy trình xuất nhập cảnh mới, công nhận hộ chiếu vaccine, vân vân, triển khai các chương trình đầu tư quy mô lớn cho hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng xanh, hạ tầng số quốc gia với sự dẫn dắt của đầu tư công và sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân. Về đóng góp của APEC đối với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định về Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ một hệ thống thương mại đa phương mở, cân bằng, không phân biệt đối xử, dựa trên nguyên tắc và luật lệ. Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên của WTO để thúc đẩy triển khai và đạt được những kết quả thiết thực có ý nghĩa tại hội nghị Bộ trưởng Thương mại WTO lần thứ 12 sắp tới bộ trưởng cũng nhấn mạnh apec cần tiếp tục ưu tiên các hoạt động nâng cao năng lực chia sẻ thông tin thông lệ tốt để giúp các nền kinh tế đang phát triển thu hẹp khoảng cách phát triển qua đó hội nhập nhanh và hiệu quả hơn vào hệ thống thương mại đa phương